Xin chào quý nhà đầu tư và cả nhà. Hôm nay em sẽ tiếp tục quay video cho cả nhà một lô đất ở hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Đây ô đất của chúng ta đây ạ. Diện tích 100m², 107m², mặt tiền 5m. Đây đất vừa làm mặt bằng xong luôn. Chỗ này thì được phân làm 3 ô và hiện tại thì em chỉ bán một lô ở đây thôi cả nhà nhé. Một lô diện tích 100m², mặt tiền 5m. Đường hai ô tô tránh nhau đấy ạ. Nhìn video vậy thôi mà được hai ô tô con tránh nhau cả nhà nhá. Đây, dân cư rất là ấm, rất đông dân. Vị trí lô đất rất là đẹp, cách thị trấn Hợp Hòa chỉ 3 phút đi xe là chúng ta đã đến thị trấn Hợp Hòa, Phú Me rồi. Và định vị thì em Nhung sẽ gửi cả nhà ở cuối video để chúng ta biết rằng là lô đất thì rất gần thị trấn Hợp Hòa. Đây và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi từ đất, đi ra đường quốc lộ 309 là đường liên tỉnh. Đường quốc lộ 309. Đây, đây là cánh đồng này. Đi từ đất mà ra quốc lộ 309, đường xe buýt chạy rất là gần. Đường xe buýt chạy của C09 chỉ hết khoảng 300 mét là chúng ta sẽ ra đường 309 rồi. Kia kìa, đường 309 kìa. Đấy, ô tô chạy đấy ạ. Đây. Và lô đất của chúng ta là thuộc hướng Đạo. Đây. Và đây là rẽ ra trục chính thôn cả nhà nhá. Đây là trục chính thôn rồi. Trục chính thôn, đây là thôn Thông, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Lô đất rất là rẻ, giá chỉ hơn 500 triệu xíu thôi. Đây. Đây là trục chính thôn này, kết nối ra khu công nghiệp Tam Dương đấy ạ. Đường này là có quy hoạch mở rộng. Đây là đường 309 rồi. Đường 309 rất là to. Đây ạ. Đó. Đường 309 cả nhà nha. Đường xe buýt chạy. Chúng ta đi ngược lên trên là đi lên xã Tam Quan, còn đi về phía sau là ra thị trấn. Mọi người để ý là trên núi Tam Đảo hôm nay có cầu vồng rất là đẹp. Hôm nay em Nhung quay video được khoảnh khắc núi Tam Đảo có cầu vồng ở trên núi luôn, rất là đẹp. Mọi người để ý ở trên núi Tam Đảo đang có cầu vồng rất là đẹp.